Chào mừng quý vị đến với những thông tin mới nhất về tình hình chính trường thế giới 24 giờ qua trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những nội dung chính sau đây. Nga tung đòn kinh tế với Ukraine Tăng thiết giáp phương Tây loay hoay trước tuyến phòng ngự của Nga ở Ukraine Ukraine hé lộ vũ khí át chủ bài có thể vượt mặt Nga ở Biển Đen Nga đăng video tập kích tên lửa lính Ukraine trên bờ sông Kherson Bài học cho Ukraine sau 8 tuần phản công ở Mỹ kinh hoàng sau đòn tấn công tên lửa đáng gờm nhất của ông Putin. Nga tung đòn kinh tế với Ukraine Những cuộc tập kích không ngừng nghỉ của Nga ở Odessa giáng đòn vào ngành nông nghiệp Ukraine, qua đó gia tăng đáng kể áp lực kinh tế với Kiev. Khi bốn tên lửa hành chính Nga lao xuống kho ngũ cốc ở làng Palika, miền nam Ukraine hồi tuần trước, sóng xung kích từ vụ nổ đã làm vỡ cửa sổ những ngôi nhà gần đó. Một mảnh kính vỡ để lại vết thương dài gần 8cm trên cánh tay của Taitena, Lajarova, cư dân sống gần nhà kho. Bà đã phải nhảy khỏi giường sau khi nghe thấy tiếng nổ thứ hai, âm thanh thật khủng khiếp. Bà nói, tôi cảm thấy như đến ngày tận thế. Nhiều người nông dân khác sống ở gần Odessa, một trong những thành phố cảng lớn nhất Ukraine, tin rằng các cuộc tấn công của Nga vào bến cảng và ngành nông nghiệp nước này là nhằm gây thiệt hại tối đa cho Kiev sau khi Moscow chấm dứt sáng kiến ngũ cốc biển đen, thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian ngành công nghiệp ngũ cốc của Ukraine đã thiệt hại hàng chục triệu USD do hậu quả của những cuộc không kích liên tục gần đây từ lực lượng Nga. Theo chương trình Lương thực Thế giới Liên Hiệp Quốc, các cuộc tấn công đã phá hủy ít nhất 60.000 tấn ngũ cốc, đủ để nuôi sống hơn 270.000 người trong một năm. Cuộc tập kích tiếp theo vào hôm 24 tháng 7 đã nhắm vào các kho chứa ngũ cốc dọc theo sông Danube, tuyến đường thay thế quan trọng để xuất khẩu lương thực sau khi thỏa thuận biển đen sụp đổ. Theo giới quan sát, các cuộc tập kích liên tục tại Odessa, Nga dường như muốn làm tê liệt toàn bộ ngành nông nghiệp Ukraina, chiếm khoảng 20% nền kinh tế nước này trước xung đột. Vào hôm 27 tháng 7, một tên lửa khác của Nga bắn trúng cảng hàng hóa và các tòa nhà hành chính tại Odessa. Quân đội Ukraina cho biết Nga, một trong những nhà sản xuất phân bón lớn nhất thế giới, cho hay họ rút khỏi sáng kiến ngũ cốc biển đen vì thỏa thuận này chỉ mang lại lợi ích cho Ukraine và yêu cầu nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với ngũ cốc và phân bón xuất khẩu của họ đã không được phương Tây đáp ứng. Chỉ khi nhận được kết quả cụ thể, chứ không phải những lời hứa hẹn và đảm bảo, chúng tôi mới sẵn sàng xem xét khôi phục thỏa thuận. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố giới chức Mỹ bác bỏ những cáo buộc từ Nga và cho rằng Điện Kremlin đang thực hiện một chiến lược rõ ràng. Điều này là hoàn toàn có chủ ý. Samatha Power, quản lý cơ quan phát triển quốc tế Mỹ, tuần trước nói với báo giới sau chuyến đi đến Odessa. Bà Power cho rằng Nga không chỉ sử dụng lương thực làm vũ khí, mà đây dường như là một phần trong chiến dịch nhằm gây sức ép tối đa lên nền kinh tế Ukraine. Thỏa thuận ngũ cốc biển đen được ký kết vào hồi tháng 7 năm ngoái đã chấm dứt 4 tháng Nga phong tỏa các cảng Ukraine vốn đã làm giảm đáng kể hoạt động xuất khẩu và gây tê liệt nền kinh tế của Kiev. Trong một năm qua, thỏa thuận đã cho phép Ukraine xuất khẩu 33 triệu tấn ngũ cốc và các sản phẩm thực phẩm khác. Power đã đặt mục tiêu cứu vãn ngành nông nghiệp Ukraine, thông báo bổ sung 250 triệu USD viện trợ để tăng tốc độ bốc rỡ tại các cảng trên sông Danube, mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho những nông dân bị mất việc do xung đột và không đủ khả năng tái canh tác. Đồng thời hợp lý hóa các trạm kiểm soát biên giới phía Tây để tăng giao dịch. Đến nay việc sử dụng sông Danube như một tuyến đường thương mại thay thế kênh vận chuyển lương thực qua biển Đen đã cho thấy rất nhiều hứa hẹn. Tháng 3 năm 2022, các chuyến hàng trên sông Danube chỉ vận chuyển được khoảng 55.000 tấn nông sản nhưng hiện được mở rộng công suất đáng kể với 2,2 triệu tấn vận chuyển trong tháng 5, đó là mức tăng gần 4.000%. Power nói, nhưng khối lượng này vẫn chưa đáp ứng được tiềm năng xuất khẩu của Kiev. Ukraine dự kiến thu hoạch 44 triệu tấn ngũ cốc trong năm nay, giảm gần một nửa so với mức 86 triệu tấn vào năm 2021. Chủ tịch Hội đồng Nông nghiệp Ukraine Andriy Dikun thừa nhận vai trò của Mỹ rất quan trọng đối với nông dân Ukraine, nhấn mạnh lợi ích mà hỗ trợ vay vốn đã mang lại cho những nông dân bị ảnh hưởng nặng nề do chi phí vận chuyển tăng hoặc không thể đưa nông sản ra thị trường. Nếu không có nguồn hỗ trợ đó, chúng tôi sẽ không tồn tại. Đi Cù nói, tuy nhiên những nông dân khác lại tỏ ra bi quan, lo lắng rằng chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế sẽ không thể tạo ra các tác động đủ lớn để giúp họ tồn tại. Khi Nga rút khỏi thỏa thuận Biển Đen, không ngừng phá hủy các nhà kho, bến cảng, việc buôn bán ngũ cốc ra thế giới ngay bây giờ là không khả thi về mặt kinh tế. Oleksandr Chumak, chủ nông trại với 200 nhân công lưu ý. Ông cho biết khoảng vài tháng trong năm ngoái, thỏa thuận Biển Đen đã giúp thúc đẩy xuất khẩu nhanh chóng. Nhưng Nga sau đó bắt đầu hạn chế hoạt động của tàu hàng một cách khó lường, làm tăng chi phí vận chuyển cho nông dân. 6 tháng qua, nó không phát huy hiệu quả. Ông nói, dù có thể xuất khẩu một số nông sản qua sông Danube, Chu Mắc cho hay chi phí vận chuyển qua tuyến đường này quá đắt đỏ nên rất khó có lãi. Tăng thiết giáp phương Tây loay hoay trước tuyến phòng ngự của Nga ở Ukraine Xe tăng và thiết giáp phương Tây từng được kỳ vọng là sẽ hỗ trợ đắc lực cho chiến dịch phản công của Ukraine. Nhưng thực tế đang cho thấy điều ngược lại. Tướng Oleksandr Tanasky, chỉ huy chiến dịch phản công của Ukraine ở khu vực miền nam nước này thừa nhận, phòng tuyến Nga dựng lên đang gây khó khăn rất lớn cho các thiết bị quân sự mà phương Tây viện trợ cho Kiev, trong đó có xe tăng và thiết giáp. Ông cho biết các lực lượng Ukraine đang phải vật lộn để vượt qua những bãi mìn nhiều lớp và các tuyến phòng thủ kiên cố. Đó là lý do hầu hết mọi nhiệm vụ đều do bộ binh thực hiện. Tanaski nói thêm rằng quân đội Nga đã cho thấy hệ thống phòng thủ của họ chuyên nghiệp như thế nào, qua đó ngăn chặn hiệu quả lực lượng Ukraine tiến công nhanh. Tôi không hề đánh giá thấp đối phương. Các báo cáo mới nhất từ Mỹ cho thấy Ukraine đang bắt đầu đẩy nhanh chiến dịch phản công. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington cho hay, Ukraine dường như đã chọc thủng một số vị trí phòng ngự kiên cố của Nga, nhưng đến nay có rất ít bằng chứng cho thấy xe tăng và thiết giáp do phương Tây hỗ trợ có thể xoay chuyển cán cân chiến sự theo hướng có lợi cho Ukraine. Trong những ngày đầu tiên của cuộc phản công, một số xe tăng Leopard và thiết giáp Bradley của Mỹ đã bị hư hại hoặc phá hủy gần thành phố Orikhiv, tỉnh Zaporizhzhia, miền đông Ukraine. Lữ đoàn 47 của Ukraine, phần lớn được phương Tây huấn luyện và trang bị để chọc thủng phòng tuyến Nga, đã sớm bị chặn lại bởi những bãi mìn rồi sau đó trở thành mục tiêu cho pháo binh nga đã công bố nhiều hình ảnh cho thấy xe tăng và thiết giáp phương tây bị hạ gục trên chiến trường mới đây nhóm phóng viên bbc đã được phép tới thăm xưởng giã chiến của một lữ đoàn ukraina ẩn mình trong rừng sâu phía sau chiến tuyến họ đang cố gắng sửa chữa hàng chục thiết giáp hầu hết là mẫu Bradley do Mỹ cung cấp. Chúng đều đến tay Ukraine nguyên vẹn, nhưng nay mang trên mình đầy những thương tích của chiến trường. Dây xích bị đứt, bánh xe bị vênh, những dấu hiệu cho thấy chúng đã trúng mìn của Nga. Mặc dù xe thiết giáp phương Tây giúp bảo vệ các binh sĩ Ukraine tốt hơn, chúng không thể xuyên thủng trận địa mìn của Nga, một trong những rào cản lớn nhất đối với Kiev. Sang những chiếc xe bọc thép Mastiff do London cung cấp cho Kiev, nằm giải rác trên mặt trận miền Nam Ukraine. Lữ đoàn 47 hiện sử dụng một số xe tăng cũ hơn từ thời Liên Xô để ra phá các bãi mìn, nhưng họ không thể luôn thoát khỏi chất nổ giấu trong lòng đất, ngay cả khi sử dụng các trang thiết bị ra phá bom mìn chuyên dụng. Ukraine lần đầu công bố xuồng tự sát có khả năng mang theo 300 kg thuốc nổ và trở thành nỗi lo ngại của Nga ở Biển Đen. Các phóng viên của hãng tin CNN đã đến thăm một căn cứ quân sự bí mật của Ukraine, nơi các xuồng tự sát của Hải quân Ukraine đang được thử nghiệm. Những hình ảnh được công bố cho thấy xuồng tự sát của Ukraina có phần thân màu xám, thiết kế mỏng giống như cano và có chiều dài hơn 5 mét. Những chiếc xuồng không người lái hải quân này chưa bao giờ xuất hiện trước truyền thông, ngày càng cho phép Ukraina tấn công và giám sát lực lượng Nga ở biển Đen và trên bán đảo Crimea nhiều hơn. Một kỹ sư điều khiển xuồng tự sát của Ukraina có biệt danh là Shark cho biết, Shark đã giới thiệu một bộ điều khiển đa màn hình được tùy chỉnh nhìn giống như một bảng điều khiển trò chơi phức tạp, được trang bị cần điều khiển, màn hình, nút bấm. Đại diện nhà phát triển xuồng tự sát Ukraine cho biết họ mới phát triển thiết bị này khi xung đột bắt đầu nổ ra. Chúng tôi không có quá nhiều nguồn lực để chống lại quốc gia mạnh về hàng hải như Nga, do vậy chúng tôi cần phát triển thứ gì đó của riêng mình. Đại diện nhà phát triển của Ukraine nói, Mẫu xuồng tự sát của Ukraine được trang bị khoảng 300 kg thuốc nổ và có thể tấn công mục tiêu cách 800 km. Các nguồn tin quốc phòng Ukraine cho biết, các xuồng tự sát được sử dụng trong ít nhất hai cuộc tấn công gần đây, bao gồm vụ tấn công cầu Kech, nối bán đảo Crimea với đất liền Nga trong tháng này, và vụ tấn công vào cảng Sevastopol ở Crimea vào tháng 10 năm ngoái. Những xuồng tự sát này hoàn toàn do Ukraine sản xuất. Chúng được thiết kế và thử nghiệm tại đây. Chúng tôi tự sản xuất xuồng, thiết bị điện tử và phần mềm. Hơn 50% thiết bị được sản xuất tại đây, đại diện nhà phát triển Ukraine nói thêm. Theo đại diện của nhà phát triển Ukraina, lực lượng Nga sẽ gặp khó khăn trong việc phát hiện và bắn trúng xuồng tự sát nhỏ như vậy. Ông tuyên bố tốc độ của những xuồng tự sát này vượt xa bất kỳ tàu nào ở khu vực Biển Đen tại thời điểm này. Các xuồng tự sát của Ukraina từng tập kích cầu Crimea được cho là có thể lướt trên Biển Đen mà không bị phát hiện trong bóng tối do tốc độ và khả năng khó nhận dạng của chúng. Nhà phát triển của Ukraina nhận định có thể phải mất từ 5 năm đến 10 năm hoặc lâu hơn nữa, Nga mới có thể đối phó hiệu quả với thiết bị này. Giới quan sát nhận định, vụ việc cầu Crimea và một số vụ hạm đội biển đen của Nga bị tấn công đã cho thấy mối nguy hiểm của xuồng tự sát với các mục tiêu quan trọng của Moscow tại khu vực mà họ chiếm ưu thế áp đảo trước Kiev. Scott Savit, nhà phân tích cấp cao của tổ chức nghiên cứu Rand Corporation, nhận định, các xuồng tự sát gắn thuốc nổ của Ukraina có thể được xem là vũ khí đáng gờm chống lại các hạm đội, và thậm chí cả cơ sở hạ tầng quan trọng của nga ở biển đen theo ông savit xuồng tự sát thậm chí còn nguy hiểm hơn các loại vũ khí trên không như tên lửa và bom chi phí tương đối thấp của xuồng tự sát có thể cho phép ukraine thực hiện các cuộc tấn công với số lượng lớn khiến tàu chiến nga khó phát hiện và đánh chặn toàn bộ mục tiêu các chuyên gia cho biết Xuồng tự sát Ukraina thường di chuyển sát mặt biển và có kích thước tương đối nhỏ nên việc phát hiện chúng bằng radar hoặc thiết bị sóng âm phản xạ là một thách thức lớn đối với Nga. Ngoài ra các xuồng này có thể bị sóng biển che khuất cho tới khi chúng tới rất gần mục tiêu. Việc đánh chặn các vũ khí tương đối nhỏ, tốc độ khá nhanh lúc này trở nên thách thức hơn. Nga vừa qua công bố video đòn tập kích bằng tên lửa dẫn đường Kh-38M nhằm vào nhóm lính Ukraina đổ bộ, trú ẩn bên bờ đông sông Dnipro ở tỉnh Kherson. Hãng tin Ria Novosti đã công bố video cuộc tấn công nhằm vào vị trí tập trung binh sĩ Ukraine ở chân cầu chiến lược Antonovsky bên bờ đông sông Dnipro ở tỉnh Kherson. Các đơn vị đặc nhiệm lục quân và hải quân đánh bộ cùng với lực lượng dự bị của cánh quân Dnipro đã tiến hành nhiệm vụ chiến đấu nhằm tiêu diệt lực lượng của đối phương ở khu vực cầu Antonovsky. Quan chức quốc phòng Ukraine giấu tên cho hay. Video được quay bằng camera ảnh nhiệt trên máy bay không người lái của Nga, cho thấy các đám cháy và cột khói bùng lên ở khu vực gần chân cầu. Trong hình ảnh thứ hai được quay vào ban ngày, quân lửa lớn xuất hiện tại một khu nhà sát bờ sông, nhưng chưa rõ có phải mục tiêu bị tập kích trong video trước hay không. Truyền thông Nga không tiết lộ loại vũ khí nào được sử dụng, nhưng các tài khoản ủng hộ chiến dịch của Moscow cho biết máy bay nước này đã phóng tên lửa dẫn đường KH-38M. Với động thái mới, Ukraine kỳ vọng một số phòng tuyến của quân đội Nga vốn bị ảnh hưởng bởi những xáo trộn trong hệ thống chỉ huy và một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa của Ukraine nhằm vào hậu cần gần đây sẽ tàn vỡ. Thế nhưng muốn đạt được điều đó, các chuyên gia quân sự chỉ ra Ukraine phải vượt qua những rào cản đã nảy sinh trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công. Khi đó, Kiev tiến hành các cuộc tấn công gần Velika, Novosinka và xung quanh Bamut ở tỉnh Donetsk, cũng như một mũi tấn công trước đó ở Japoritsha, tỉnh ở phía nam Ukraine. Kết quả các lữ đoàn với trang bị phương Tây đã bị xa lầy trong các bãi mìn hoặc trở thành mục tiêu tấn công của pháo binh, tên lửa chống tăng, trực thăng tấn công và đạn dược của Nga. Theo các chuyên gia, tiến độ chậm mà Ukraine đang gặp phải phần nào đến từ quy mô của nhiệm vụ phản công. Hệ thống phòng thủ của Nga không chỉ kéo dài hàng trăm km, mà có những nơi sâu 30 km, được bố trí các bẫy xe tăng và giải đầy mìn. Các chuyên gia cho rằng kể cả quân đội NATO cũng không dễ vượt qua được các tuyến phòng thủ này, nếu không chiếm ưu thế hoàn toàn trên không, điều mà Ukraina hiện không có. Khó khăn thứ hai cho Ukraina là Nga đã xây dựng một chiến thuật phòng thủ phản công hiệu quả và mạnh mẽ hơn dự kiến. Thay vì co cụm trong các công sự để phòng thủ, lực lượng Nga tiến hành các cuộc tấn công cơ động, nhanh chóng nhằm đáp trả các bước tiến của Ukraina. Ông Dropley, chuyên gia về các lực lượng vũ trang Nga, người đã trực tiếp đến tiền tuyến để quan sát, mới đây nhận xét rằng Nga không chỉ thực hiện thành thạo học thuyết của mình mà còn đổi mới, chẳng hạn bằng cách trồng nhiều mìn chống tăng lên nhau. Một rào cản lớn thứ ba của Ukraine khiến cho họ không có khả năng chọc thủng phòng tuyến của Nga, một phần là do trang thiết bị. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, Kiev không chỉ cần các khí tài đắt đỏ như F-16, mà chính phủ Zelensky mới đây yêu cầu tất cả các thiết bị ra phá bom mìn, phòng không và tên lửa chống tăng. Liên quan đến chiến thuật, quân đội Ukraine cũng bị chê là thiếu hiệu quả và tính nhất quán. Chuyên gia Ly chỉ ra trường hợp cuộc tiến công của một lữ đoàn đã bị trì hoãn vài giờ đến bình minh, khiến họ mất lợi thế từ hệ thống nhìn đêm của phương Tây. Việc thiếu thành thạo trong phối hợp giữa các đơn vị và các loại vũ khí khác nhau không phải là vấn đề ngạc nhiên. Từ lâu, các chuyên gia quân sự đã lo ngại việc các lữ đoàn mới của Ukraine được thành lập một cách vội vàng với những trang bị xa lạ. Ông Lee nói, do thiếu kinh nghiệm, các binh sĩ Ukraine đã phải vật lộn với các nhiệm vụ như trinh sát, thể hiện qua việc các đơn vị mới trở nên mất phương hướng vào ban đêm hoặc nguy hại hơn là không nắm rõ chỗ đồng đội đã đặt mìn. Bất chấp tiến độ đó, Mỹ và phương Tây dường như vẫn lạc quan với triển vọng phản công của Ukraine. Tướng Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nói, Theo tôi, cuộc phản công của Ukraine không phải là đã thất bại, còn quá sớm để đưa ra khẳng định như vậy. Nhiều chuyên gia cho rằng có ba yếu tố có lợi cho phía Ukraine. Thứ nhất, Ukraine không cần phải lo sợ một cuộc phản công lớn của Nga, bất chấp Moscow đã đạt được một số lợi thế nhỏ ở tỉnh Luhansk ở phía bắc Ukraine trong những ngày gần đây. Ông Richard Mori, giám đốc Mi-6, cơ quan tình báo của Anh, cho biết hiện tại có rất ít triển vọng lực lượng Nga lấy lại động lực. Đó có thể là một lý do khiến Nga hủy bỏ thỏa thuận ngũ cốc và nối lại các cuộc tấn công vào các cảng và kho chứa ngũ cốc của Ukraine. Thứ hai, quyết định phòng thủ chủ động của Nga có thể làm chậm bước tiến của Ukraine nhưng nó cũng khiến Nga có ít lực lượng dự bị cơ động ở phía sau. Điểm yếu này đã nổi lên sau cuộc hành quân không gặp nhiều cản trở của Jenny Prigozhin tới Moscow trong cuộc binh biến của Wagner vào hồi tháng 6 vừa qua. Thứ ba, các vụ tấn công gây thiệt hại cho sở chỉ huy lực lượng Nga có thể coi là một số thành công của Kiev. Tướng Oleg Sokov của quân đội Nga ở Berdyansk mới đây đã thiệt mạng bởi các đòn không kích của Ukraine. Ukraine sử dụng ngày càng hiệu quả các tên lửa tầm xa nhắm vào sở chỉ huy của Nga. Gần đây, Ukraine cũng đã sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh để tấn công các căn cứ không quân và kho đạn dược ở Crimea. Nga đã sử dụng kho vũ khí tên lửa đáng gờm nhất trong các cuộc tấn công vào Odessa. Lực lượng phòng không của Ukraine không bắn hạ được bất kỳ tên lửa Onyx nào của Nga, báo International Business Times của Mỹ đưa tin. Ở Mỹ kinh hoàng sau đòn tấn công tên lửa đáng gờm nhất của ông Putin, Nga đã sử dụng kho vũ khí tên lửa đáng gờm nhất của mình trong cuộc bắn phá dữ dội hồi tháng này vào thành phố cảng Odessa trong đó có ít nhất 7 tên lửa hành trình Onyx được phóng từ hệ thống tên lửa bờ biển Bastion đóng ở Crimea. Vụ pháo kích này là một trong những vụ nghiêm trọng nhất trong thời gian gần đây tại khu vực. P-800 Onyx là tên lửa siêu thanh có khả năng đạt tốc độ cao, khiến nó rất khó bị đánh chặn bằng các hệ thống phòng không mới nhất. Ngoài ra, tờ báo viết, Onyx được thiết kế để bay ở độ cao thấp, gây ra nhiều khó khăn hơn cho khả năng đánh chặn chúng. Không một tên lửa hành trình P-800 Onyx nào bị đánh chặn hoặc bắn hạ. Ấn Phẩm cho biết, theo Văn phòng Nghiên cứu Quân sự nước ngoài của quân đội Hoa Kỳ, nơi bài viết bình luận được tờ báo đăng tải, một trong những đặc điểm đáng chú ý nhất của tên lửa Onyx là hệ thống dẫn đường có thể hoạt động cùng với các tên lửa khác, đánh dấu và phân loại mục tiêu tùy thuộc vào tầm quan trọng của chúng, và sau đó chọn sơ đồ tấn công thích hợp. Sau vụ khủng bố do chính quyền Kiev nhắm vào cầu Crimea vào đêm ngày 17 tháng 7, quân đội Nga bắt đầu tấn công trả đũa các địa phương sản xuất và bảo quản thuyền không người lái của Ukraine ở các tỉnh Odessa, Ilyches và Nikolaev. Hồi tháng 5, quân đội Nga đã tấn công hệ thống phòng không Patriot ở Kiev bằng tên lửa siêu thanh Kinjol. Hệ thống phòng không của Mỹ không đánh chặn được tên lửa này, như Phó Thủ tướng Denis Maturov nhận xét. Ngày nay, chỉ có các tổ hợp phòng không của Nga mới có khả năng đối phó với loại tên lửa này. Đến đây, 10 phút của bản tin cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi những thông tin từ chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị thông qua phần bình luận ở phía dưới mỗi video cảm ơn quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại